Xin chào các bạn, trên tay mình đây là chiếc camera hành trình của Xiaomi, model là 70 mai. Đấy, 70 mai thì bản này là bản Lite chứ không phải là bản Pro. Thực ra là loại camera này 70 mai này sẽ có hai loại, một loại Pro, một loại Lite, thì nó phân biệt bằng cái màu của cái phần mắt camera này. Phần bản Lite sẽ là màu màu vàng như thế này, còn màu bản Pro nó sẽ là màu xanh ghi xám. Thì bản Lite với bản Pro thì mình theo mình biết nó chỉ khác nhau về cái phần cảm biến hình ảnh, tức là cái mắt camera này thôi. Còn đấy thì cái phần 70 mai Pro ấy, thì cái cảm biến hình ảnh này có độ phân giải cao hơn, hình như là 2K thì phải. Còn cái phần còn cái bản Lite này thì nó chỉ độ phân giải như Full HD, thì theo mình thì cũng chỉ cần đến Full HD thôi, không cần đến 2K để làm gì, cho nên là mình mua bản bản Lite này để tiết kiệm chi phí được tầm khoảng như 300-400 nghìn gì đó, mình không để ý lắm. Nhưng mà bản Lite này mình mua ở của shop Tuấn Minh có giá là 990 nghìn cho chiếc camera và kèm theo chiếc thẻ nhớ 64 GB. Đây đấy, đơn giá này, camera hành trình 999 nghìn, cái camera còn thẻ nhớ 64 GB là 163 nghìn. Đấy thì thẻ nhớ thì là thẻ nhớ của Alexa 64 GB, tốc độ ghi đọc là 100 Mbps/s, 45 transfer là 100 Mbps/s, ghi là 45 Mbps/s. Thì mình nghĩ là chiếc thẻ nhớ này cũng có thể là dùng được. Đấy thì quay về với chiếc camera hành trình này, thì ở đây mình thấy có 4 nút này, có một nút nguồn ở phía dưới này. Bên cạnh này có rắc nguồn này, DC in 5V, thẻ nhớ micro SD mình đã cắm vào đây rồi, thẻ 64 GB. Phía sau này là cái giá mình cũng đã gắn vào đây. Phía sau này thì đây là bản quốc tế, cho nên là ngôn ngữ đều là tiếng Anh, nhưng mà bản nội địa thì nó sẽ là tiếng Trung Quốc. Đấy. Thì cái phần này để lắp cái phần module GPS để hiển thị tốc độ và tọa độ khi bạn di chuyển trên màn hình, nhưng mà mình thì mình không cần sử dụng, cho nên là mình không dùng GPS. Đây là cái giá của nó, mình gắn vào đây, mình dán lên phần kính lái của ô tô. Đấy, phần mắt kính này mình sẽ bóc rồi. Đây là cái mắt camera của nó. Đằng sau này thì nó là cái loa mắt camera, cái đèn báo nguồn và báo chế độ ghi đọc này, màn hình này. Đó. Thì ngoài chiếc camera này là kèm theo một phụ kiện, kèm theo một bộ phụ kiện nữa, đó chính là phần dây cáp dài 3,5 m, cáp nguồn dài 3,5 m. Chiếc camera của Xiaomi này thì nó sẽ chỉ có một camera phía trước này nhé, không có camera phía sau như một vài các loại camera hiện có trên thị trường, thì ghi hình phía trước thôi. Thì nó kèm theo một cái đoạn dây nguồn dài như này, cổng USB cắm vào tàu, và đầu phía cắm vào camera sẽ là cổng micro USB như thế này. Đấy. Và một cái phụ kiện kèm theo không thể thiếu được để mình gắn trên ô tô, đó chính là chiếc tàu. Thì đây kèm theo một chiếc tàu thì chuyển đổi từ 12V sang 5V. Đây. Tàu chuyển từ 12-24V sang 5V. Đấy, thì mình có thể sử dụng được trên ô tô. Bây giờ mình sẽ cắm nguồn mình test thì cho các bạn xem cái chiếc camera Xiaomi 70 mai bản Lite này thì nó sẽ có chất lượng hình ảnh như thế nào. Các bạn sẽ cắm nguồn vào phía bên phải này, cắm nguồn vào phía bên phải này, ngược lại như này. Không quên rồi, nó sẽ khởi động lên. There is a new parking surveillance video. Please open the gallery to view it. Đó. Show my starts recording. Thì khi mà ghi hình nó sẽ là màu xanh lam là cây như này. Và khi bạn nhấn nút nguồn một cái nó sẽ tắt màn hình. Tắt màn hình. Và nhấn giữ một tầm khoảng 2 giây chuyển sang màu đỏ là dừng ghi hình. Dừng ghi hình, cái chế độ này giống như là khi mà mình đỗ xe trong bãi xe ấy, thì nó là nó tạm dừng nó ghi hình, nhưng mà khi mà có chuyển động này đấy thì nó sẽ tự động khởi động lên màu xanh dương, sau đó nó sẽ ghi hình màu xanh lá cây. Khi phát hiện có chuyển động nó sẽ tự động nó ghi hình.
sẽ đây. Và ngoài ra thì họ có thể chụp ảnh nữa, nhưng mà thôi kể đến đây thì sao. Đấy, các bạn quay trở lại nó lại tiếp tục nó ghi hình tiếp này, giờ bật camera này tiếp tục ghi hình tiếp. Nút vào cài đặt này, trong này có một vài cái mục cài đặt này, mình nghĩ là cần thì phải tìm hiểu thêm. Wi-Fi này, cảm biến va chạm này, format lại thẻ nhớ này, cài đặt thời gian giờ giấc này, thời gian mà màn hình off này có thể luôn bật hay là sau bao lâu nó tắt này, ngôn ngữ ở tiếng Anh này, setting mở rộng này, cập nhật hệ thống này, trả về cài đặt gốc này. Đấy, hoặc là thông tin về nó, đây mình sẽ bạn xem cái thông tin này, 70 MB dashcam live bản version như này. Đấy thì những cái cài đặt trong trong này các bạn có thể tự mình tìm hiểu thêm, thì mình nghĩ vậy. Vì cái quan trọng nhất vẫn là cái phần ghi hình và xem lại cái video thì mình đã hướng dẫn các bạn xem rồi, trải nghiệm thử rồi. Lát nữa mình sẽ gắn lên chiếc xe mình kiểm tra xem là hoạt động của nó sẽ đánh giá sau. Mình nghĩ là sẽ có một vài những cái cài đặt cơ bản, mình sẽ đi nhanh qua xem là Wi-Fi hotspot này, phát Wi-Fi này, cái này thì mình nghĩ không quan tâm lắm. Collision sensitivity, cảm biến va chạm, nhạy cao nhạy thấp hay là tắt đi này. Format thẻ nhớ thì thôi bỏ qua. System time bỏ qua, cài đặt thời gian bỏ qua này. Thời gian tắt màn hình này, always on luôn luôn bật này, hoặc sau 1 phút tắt hoặc sau 30 giây tắt. Mình cứ tạm thời để always on đi, bắt lại. Ngôn ngữ thì mình bỏ qua đi. Advanced setting em có gì nào? Đây có power on wifi. Cái wifi mình quan tâm lắm. Tự động tắt sau bao nhiêu phút này? Thời gian ghi hình 1 phút, 2 phút, 3 phút. Recording duration. VHDR nhiều chế độ phơi sáng hay chế độ tăng sáng thì phải. Chế độ tăng sáng trắng, white daylight gì đó. Chế độ hình ảnh mình nghĩ cũng không cần thay đổi. Power on hay âm thanh khởi động. Âm lượng này, âm lượng của loa phát ra mình nghĩ để moderate trung bình là ok rồi, đừng để hai to lắm. Parking sovereign. Cái này chế độ cảnh báo khi mà xe đang đỗ mà có va chạm thì có chuyển động gì nó sẽ cảnh báo này. Để độ nhạy cao cũng được, ok, vấn đề gì. Hết rồi. System update thì mình nghĩ không sợ đến, restore thôi không sợ đến. Thế rồi, đấy có mấy cái thông tin cơ bản vậy thôi. Quay trở lại cái hình. Vì là mình không có modem GPS mình gắn vào đây cho nên là trên góc màn hình này chỉ hiển thị về ngày tháng và giờ thôi, chứ không có cái phần tọa độ và tốc độ hiển thị. Tại vì mình nghĩ là đo tốc độ bằng GPS thì thực tế nó cái độ chính xác của nó cũng không 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 chính xác được, cho nên mình không không nghĩ không dùng, sai số đến vài km trên giờ thì cũng không không ổn lắm, nên thôi mình không dùng vậy thôi. Đấy, đây chiếc camera mà mình đã gắn lên trên kính lái này, thì mình nghĩ là gắn cái này lên thì nó cũng không có gì đặc biệt, ngoài là cái tấm có một cái tấm dán để mình gắn chiếc cái camera này lên ấy, thì cái miếng dán này đi kèm theo thì nó là cái miếng dán tĩnh điện giống như là cái dán màn hình điện thoại của mình ấy. Thế sau đó cái đế của cái camera này mới gắn lên trên này. Đây mình sẽ tháo cho các bạn xem. Đấy như này đấy. Thế thì cái miếng dán này nó hoàn toàn không dùng keo dính, nó dán như kiểu tĩnh điện như cái dính, miếng dán màn hình điện thoại ấy, thì mình nghĩ là nó đủ chắc chắn, rất là chắc chắn. Sau đó bạn mới dán cái đế này lên. Ok, các bạn lại gắn lên bình thường. Mình góc nhìn của nó khá là rộng.
Thank you.